Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị cùng các bạn trẻ đã quay trở lại với channel của em trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, hôm nay bên em sẽ lên cho quý anh chị và cô chú thêm một chiếc xe tập chạy tập lái che nắng che mưa. Em nó mang ở bên ngoài một lớp là màu trắng, bản số đang đeo là 52T1800. Con xe này thì em bán cho quý anh chị và cô chú với giá thành là 48 triệu cho chiếc BSC Na sản xuất đời 2001 với phiên bản là 1.3 này. Và trước khi em review sơ về chiếc xe này đồng hồ cho quý anh chị và cô chú cùng tham khảo thì em cũng gửi một lời chào trân trọng và thân thương nhất đến tất cả các cô chú và anh chị đang theo dõi clip này, và chúc cho đại gia đình mình luôn luôn có một ngày thật là vui vẻ và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Và cô chú anh chị ơi, cũng đừng quên những nút đăng ký và bấm chuông sát bên góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng bên em. Và đây tên em nó là Piacino sản xuất đời 2001 với dung tích xi lanh là 1.3, thì độ tiêu hao nguyên liệu của em nó là 7 lít trên 100 cây số. Bản số thì đang đeo là bản số Sài Gòn, nước sơn thì màu trắng, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, tay lái trợ lực, đồng sơn xi nội thất rất là ok. Nước sơn bề ngoài thì quý anh chị của chú cũng hình dung nước sơn của em nó là cũng còn rất là khá là mới. Con xe này cũng mới vừa được sơn lại nha anh chị nha. Đó, mới vừa được sơn lại, kính kiết rồi nè, làm lại rất là đẹp. Xe thì trang bị 4 cái la dăng, thì vỏ bánh của em nó thì hai cái vỏ trước này thì nó hơi mòn, vỏ đầu thì hơi mòn nhưng vỏ sau thì cũng còn được coi như là 60%. Đèn bọng rất sáng. Với một phân khúc là 48 triệu thì quý anh chị và cô chú sở hữu ngay một chiếc Biat Sina phiên bản 1.3 này, tập chạy tập lái thích hợp cho anh chị nào mới đang luyện tay lái và mới vừa lấy bằng ha, luyện cứng tay lái ha. Và đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho quý anh chị cùng tham khảo. Xe thì keo chỉ thì em nói cũng còn rất là ok anh chị. Nó keo chỉ rất đẹp. Tapi thì tapi sắt anh chị ha. Kính hai kính đằng trước thì kính chỉnh điện, hai kính đằng sau là kính quay tay. Quay tay thì vận may sẽ tới nha quý anh chị. Ở bên trong này thì dàn nội thất của em nó là một lớp ghế màu xám, thì cũng còn rất là sạch sẽ. Nói chung con xe này với một phân khúc mà 48 triệu thì quý anh chị lấy về tập chạy tập lái là đúng bài luôn. Xe thì nội thất sạch sẽ rồi, lấy về còn chẳng phải làm gì đâu. Xe này dọn đẹp rồi. Để em qua cho em quay bên vòng vòng bên kia cho anh chị cùng tham khảo thêm một tí xíu, rồi tí xíu em sẽ làm cái máy ha, máy và gập. Đó, keo chỉ của em nó vẫn còn nguyên bản nè anh chị nè. Đó, tắp bi tắp lô còn rất là sạch sẽ. Thì con xe này thì gầm bệ của em nó cũng khá là cứng cáp, nội thất sạch sẽ, thích hợp cho anh chị lấy về tập chạy tập lái che nắng che mưa vòng vòng anh chị ha. Đây là cánh cửa bên phụ, thì anh chị thấy nè, keo chỉ em nó vẫn còn nguyên bản luôn chị ha. Với những cái dòng xe mà vài chục triệu thì keo chỉ nó không quan trọng anh chị, nhưng con xe này thì keo chỉ nó rất là đẹp, em quay cho anh chị xem luôn. Mình chỉ quan tâm những dòng xe mắc tiền thôi, chứ còn xe tập chạy tập lái mà quan trọng, đi mua xe tập chạy tập lái chỉ cần mua cái máy và gầm, còn nội thất đồng sơn xi cái đó mình không quan trọng, chỉ mua máy nó ok là mình chơi thôi. Còn con xe này thì nó sạch sẽ, nó đẹp, với một phân khúc thì 48 triệu thì thích hợp cho tất cả các quý anh chị cô chú nào đang mới vừa học bằng hoặc là đang tập chạy tập lái thì lấy con xe này là thích hợp. Mình chạy một thời gian xong rồi mình có điều kiện là mình sẽ nâng cấp cái xe khác mình chạy, nó form dáng thì anh chị thấy cũng rất là hay hay, đẹp đẹp lộng lẫy, đẹp và đen ken thì không thể nào đẹp được, mà nhưng nói chung cái form này thì nhìn nó cũng được anh chị. Nó vỏ bánh nha, vỏ bánh em cần được 60-70% vậy ha. Nó vỏ trước đây, xe thì ra lăn đúc rồi. Và đây là cánh cửa được sử dụng nhiều nhất là cánh cửa tài. Đó, cánh cửa tài thì keo chỉ của em nó vẫn còn nguyên bản luôn. Con xe này sùng chỉ hình như là không mất tí nào luôn chị, rất đẹp, keo chỉ nguyên bản hết luôn. Đó, cái kính đằng trước là kính chỉnh điện anh chị ha. Đây, vô lăng thì tích hợp vô lăng hai chấu. Đó, vô lăng hai chấu, mòn phai nhà theo năm tháng và thời gian. Xe thì máy lạnh kỳ sau có trang bị cho mình một dàn nhạc để mình hỗ trợ giải trí khi những lúc buồn ha, chạy xe buồn ngủ bật nhạc lên nghe. Số thì số sàn 5 cấp nha anh chị nha, số sàn 5 cấp. Giờ em sẽ nổ máy cho anh chị cùng tham khảo. Xe này thì có remote tự động ha anh chị ha, remote khóa cửa nha anh chị. Đây, remote nó là mở cửa khóa cửa anh chị ha.
Đó, mở cửa. Chìa khóa này là chìa khóa zin luôn nè anh chị nè, chìa khóa zin của Biat luôn nè. Đó. Máy nổ rất là ok. Con xe này thì đã bỏ não rồi nha anh chị nha. Không có xài não nữa, là xuống chế hòa khí. Thì dòng xài chế hòa khí thì con xe thì nó lành hơn một chút xíu nha anh chị. Còn xài não thì dòng Biat anh chị nó vực ghê lắm. Còn xe này thì đã xuống chế hòa khí rồi nên anh chị cứ an tâm về cái độ mà nó vực bao luôn, rất là dễ sửa. Xe này thì tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, số sàn nâng cấp rất là ok, máy lạnh thì cực kỳ ok luôn. Đó, máy lạnh thì đừng bật, anh chị cứ an tâm về cái dàn này, lạnh lẽo đồ là nhạt nhiệt đồ là có đầy đủ hết cho anh chị ha. Đó, lạnh nè, vù vù luôn. Rồi bây giờ em sẽ quay về cho anh chị coi cái khoang máy ha. Đó, kính bấm điện anh chị ha, hai cái đằng trước là kính dẫn điện lên rất là ok. Đó, bên kia cũng vậy kìa anh chị ha, lên xuống là ok hết ha. Đây là cái khoang máy của em nó. Con này thì đã được xuống chế hòa khí. Em mở cái nắp capo cái. Đây quý anh chị nè, keo chỉ của em nó vẫn còn nguyên bản nha anh chị nha. Xe thì cùi cùi thật chứ mà nhân keo chỉ là nó nè, còn nguyên bản hết, rất đẹp. Xe này xuống chỉ không mất phân nào luôn anh chị. Thì đây là cái khoang máy của em nó. Thì đúng nguyên tắc là xe này là sẽ xài hộp não anh chị, mà nhân hộp não có khả năng là bị hư và bị vật thì đã được xuống lại chế hòa khí. Thì xuống chế hòa khí thì em nó chạy thì nó ổn định hơn, còn cái hộp não thì sửa nó rất là cực khổ. Thì con xe này chạy máy nổ rất là ok, máy móc rất là khô ráo. Còn những cái đồ lặt vặt của em nó thì đồ đạc thay cũng khá là ok anh chị ha. Đó, máy nổ ra con xe này nổ rất là êm nha anh chị. Đó, đúng xuống chế hòa khí thì dễ sửa lắm anh chị cứ an tâm. Còn nó xài não thì nó vật mình thì đi mua bộ não ông thôi đã mấy chục triệu rồi. Đó, một phân khúc với giá tiền là 48 triệu. Thì quý anh chị lớn chúng sở hữu ngay chiếc Biat Sino này. Tập chạy là bao anh chị chạy luôn nha, chạy nam chí bắc luôn còn kịp. Máy móc thì anh chị thấy máy rất là ok rồi, khô ráo sạch sẽ, không nhớt nhiếc gì đâu hết, khúc quá hợp lý cho cô chú và anh chị đang quá trình tập lái. Xe này thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần nha quý anh chị nha. Bây giờ em sẽ quay về cái dàn gầm cho anh chị cùng tham khảo ha. Xe máy móc đèn còi xi nhan máy lạnh đầy đủ, không thiếu một chức năng gì hết. Và đây là dàn gầm của em đó. Nói chung là dàn gầm của em nó thì một chiếc xe tập chạy tập lái như vậy thì cũng rất là ok rồi nha quý anh chị. Và một phân khúc là 48 triệu. Anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0796822220 để được bên em hỗ trợ và tư vấn cho anh chị ha. Em xin nhắc lại tên em nó là Biat Sino, sản xuất đời 2001, đăng ký 5 chỗ ngồi, không hết niên hạn. Tay lái chịu lực, hai kính trước chỉnh điện, gầm nước sơn thì mới vừa được sơn lại nguyên con anh chị ha. Đăng kiểm thì vẫn còn hiệu lực, đăng kiểm cũng còn lâu, anh chị chạy cũng còn khá là lâu để em coi tháng mấy. Hiệu lực đăng kiểm thì còn tới 29 tháng 6 lận anh chị ha, cũng khá là lâu. Đó, máy móc khô ráo sạch sẽ, thích hợp cho quý anh chị nào điều kiện tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng. Nước sơn mới vừa sơn lại thì đẹp rồi, anh chị không phải giận nữa.
Và quý anh chị ơi, đừng quên nút đăng ký và bấm chuông ngay góc bên tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một clip sau. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng, chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Ngô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu.